Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới chúc anh em, quý khách hàng của bạn giờ sức khỏe và đủ nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay tiếp tục lên cho anh em một mẫu xe tải với thương hiệu của em, nó là Thaco Olin đời 2018, niên hạn sử dụng đến 1943, tải trọng phép chở hàng hóa là 2,2 tấn, khối lượng bản thân là 2 tấn 6, tổng khối lượng toàn bộ là 4 tấn 9. Vô thành phố, đường kính mâm 16 inch, vỏ 700, sắc xi bao dì vô cứng không mượt mọt, máy Isuzu, khối động cơ rất là khỏe, động cơ dầu, tay lái có trợ lực, thùng kính inox, thùng kính inox một lớp, có cửa hông, chiều dài của thùng là 4m3 nha anh em. Nếu anh em quan tâm cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe, trải nghiệm lấy thử. Chiều ngang là 1m870, chiều cao là 1m830, đời 2018, máy điện, đạt cái chuẩn thể Euro 4, phun dầu điện tử, rất tiết kiệm nhiên liệu, thùng lớp ngoài nóc, lớp trong thùng một lớp, thùng nhà máy Thaco đóng anh em, sàn sắt dọc sóng nha, sàn sắt dọc sóng, phía trong là khung xương, thùng một lớp, chuyên chở mặt hàng nhẹ, rất là ok, Thaco Olin 2 tấn 2, vô thành phố, 2018, thùng 4m3, với mức giá dự kiến chào bán cho anh em. Quý khách hàng của các bạn là 235 triệu, bao rút xe gốc, xe công ty sức quá đơ. Nếu anh em thấy cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe, trải nghiệm mà lấy thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì có hơi xin em nói về phục vụ mục đích kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em. Quý khách hàng các bạn, sexy bao gì vô cứng, cầu cũng rất là lớn, nhíp cũng rất là dày, bánh sau là bánh đôi, bánh trước là bánh đơn, thùng một lớp nha, lớp inox rất là xịn và cứng cáp, có cửa hông, đầu cabin thiết kế dạng tròn, nước sơn màu xanh rất là bắt mắt đó. Sắc xì bao dì bao cứng không mù mọt, ghế bọc da ba chỗ ngồi rất là sang trọng, vô lăng trợ lực rất là nhẹ nhàng. Thaco Olin đời 2018, niên hạn sử dụng đến 1943, thùng dài 4m3, tải trọng 2 tấn 2, vô thành phố và luồn lách trong đường hẻm hóc không rất ok, bình dung tích nhiên liệu, hợp kim nhôm đó, rất là sáng, kính chính điện, có cửa trung tâm, vô lăng trợ lực nhẹ nhàng, 5 số tiến, 1 số lùi, máy lạnh đầy đủ, xe đi được 127.000 km nha anh em. 127.000 km, xe nói chung là rất là ok, xe zin không lỗi nha. Nếu em thích cái mẫu xe này cứ nên xem xe, trải nghiệm lấy thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì hãy xin em nói về phục vụ mục đích kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em, quý anh các bạn. Cảm ơn anh em, quý khách hàng của bạn gửi cái video báo giá về cập nhật liên tục tình hình các xe cũ của mình. Đó, động cơ Isuzu, dung tích xi lanh của khối động cơ là 2,7 lít, công suất đạt 81 kW, tại vận tua 3200 nha, máy dầu 4 máy, máy Isuzu, máy điện, đạt tiêu chuẩn hệ Euro 4, phun dầu điện tử, rất tiết kiệm nhiên liệu. Cảm ơn anh em, quý khách hàng đã theo dõi cái video báo giá của mình. Xin chào hẹn gặp lại anh em, quý khách hàng của bạn trong những video báo giá tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.